Ederson là thủ môn quốc tịch Brazil ở vị trí GK mùa giải 20 Totti bổ sung này thì anh có chỉ số chung là 95, mức lương 16, chiều cao 1m88, cân nặng 86 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 5 và phải 3. Chỉ số gốc bao gồm chuyền dài, thủ môn quét và thủ môn cản tạt bóng. Ở vị trí GK thì Ederson nổi bật ở chỉ số phát bóng, đổ người, chọn vị trí, phản xạ, phản ứng và cuối cùng là khả năng bắt bóng tốt. Tốc độ là 75 và 71. Tầm nhìn 82, chuyền dài 76. Khéo léo 86, thăng bằng 78 và phản ứng 94. Sức mạnh là 79, khả năng nhảy 86 và mức độ bình tĩnh là 83. Ederson hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City. Và anh là một thủ môn được huấn luyện viên Pep Guardiola rất tin tưởng. Pep Guardiola nổi tiếng với phong cách chơi bóng, tấn công và phối hợp nhuần nhuyễn Tiki Taka đã đưa câu lạc bộ Barca lên một tầm cao mới với cú ăn 6 vĩ đại. Và Man City thì Pep Guardiola cũng xây dựng theo phong cách của Barcelona. Tuy nhiên Man City ở một cái tầm thấp hơn Barcelona rất nhiều. Khi ở Barcelona thì Pep Guardiola có sự phục vụ của thiên tài trăm năm mới có một lần Lionel Messi. Cùng với Man City thì Pep Guardiola đã vô địch 3 lần liên tiếp League Cup. Ngoài ra có rất nhiều danh hiệu quốc nội như đặc biệt là Premier League, danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Đối với Pep Guardiola thì thủ môn không đơn giản chỉ là một người có thể bắt bóng, chụp banh tốt mà còn phải có kỹ năng sử dụng chân tuyệt vời để có thể tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến, tạo cơ hội tấn công nhanh nhất cho các cầu thủ tiền vệ hoặc tiền đạo phía trên. Và Ederson đã là người được lựa chọn bởi kỹ năng không những bắt bóng bay hay mà còn chơi chân rất giỏi của mình. Có thể nói không ngoa rằng nếu như Ederson không bắt gôn thì anh có thể chơi vị trí tiền vệ và với một đôi chân khéo léo của mình, anh hoàn toàn có thể tạo nên những đường kiến tạo như mơ cho các tiền đạo phía trên. Trước khi Alisson Becker phá vỡ kỷ lục thế giới về chuyển nhượng thì Ederson đã là thủ môn có giá chuyển nhượng kỷ lục cao nhất thế giới với mức giá 35 triệu bảng, cao hơn giá trị chuyển nhượng trước đó của Zidane Buffon 2 triệu bảng. Ederson không mạnh hơn Alexis Becker ở khả năng bắt bóng. Tuy nhiên anh lại hay hơn thủ môn đồng hương của mình ở khả năng sử dụng chân để chơi bóng. Không mạnh ở như kỹ năng bắt bóng nhưng Ederson lại mạnh ở khả năng phản xạ, bay người và đặc biệt là phát bóng. Những tình huống phát bóng của Ederson bóng đi rất cao và xa, vô cùng chính xác.
Chiều cao 1m88 là lý tưởng với một thủ môn. Và đó cũng là chiều cao của thủ môn chúng ta, Đặng Văn Lâm. Ederson hiện vẫn đang là một thành viên trong đội tuyển quốc gia của Brazil. 99 ở Copa American cũng như là một cúp. Anh là sự lựa chọn thứ hai sau Alexis Becker. Tuy nhiên ở Man City thì Ederson luôn là sự lựa chọn số 1. Bởi vì anh rất hợp với triết lý bóng đá của Pep Guardiola. Và nếu như Pep Guardiola ra đi thì Ederson chắc chắn sẽ theo chân ông thầy của mình. Lối chơi và triết lý của Pep hoàn toàn phù hợp với một câu lạc bộ bóng đá của Đức, đó chính là Hùm Xám Bayern Munich. Một đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa. Sinh năm 93 và năm nay bước sang độ tuổi 27, độ tuổi chín muồi của sự nghiệp. Vì vậy Ederson đang thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình để phục vụ cho Manchester City đua top ở ngoại hạng Anh cũng như là thi đấu ở đấu trường Champions League trước khi câu lạc bộ này bị phạt vì án vi phạm chuyển nhượng. Ederson hiện đang là thủ môn nắm giữ kỷ lục cứu thua cao nhất trong lịch sử của Man City. Điều mà người đàn anh trước đó của anh là Gerrard ở đội tuyển Anh không thể làm được. Có thể nói ở thời điểm hiện tại Ederson chính là một trong ba thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Vì vậy mùa giải 20 Toàn team bổ sung này là một sự lựa chọn rất chất lượng và hợp lý. Bạn thấy những việc thi đấu bắt bóng rất chắc cũng như khả năng truyền dài cực tốt. Có Ederson trong khung gỗ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với đội bóng sẽ được củng cố. Không chỉ là một thủ môn đơn thuần với việc bắt bóng, phản xạ và đấm bóng ra, anh hoàn toàn có thể chạy lên và trở thành một trong những hậu vệ quét như những gì mà Neuer của Đức đã từng làm được thời kỳ đỉnh cao của mình với những danh hiệu vô địch Euro, vô địch World Cup và đặc biệt là Champions League. Tuy tầm hoạt động của Ederson không quá cao, không quá rộng như Manuel Neuer nhưng hoàn toàn có thể so sánh thủ môn này với người đồng đội cùng chiến tuyến, cùng vị trí là Manuel Neuer. Có thể xem Ederson là một phiên bản ở thời kỳ còn trẻ và đỉnh cao của Manuel Neuer. Có thể nói Ederson chính là một dạng thủ môn hai trong một. Là một thủ môn nhưng có thể đóng vai trò một trung vệ, một hậu vệ quét cực tốt.
Điều đó sẽ giúp gia cố hàng phòng ngự của bạn rất nhiều. Trong những tình huống có cơ hội ghi bàn của đối phương thì Ederson sẽ lao ra khỏi khung thành và bay người lên không để đâm bóng. Anh có xu hướng đẩy bóng ra hơn là bắt bóng. Tuy nhiên khi dùng tay bắt bóng thì Ederson cũng bắt rất chắc tay. Bạn thấy phản xạ cực tốt. Anh bắt bóng sệt và bắt bóng bổng đều hay như nhau. Chấm cho Edison mức điểm là 10 trên 10 vị.